kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như Thành Viên Vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam. Mời hai vị bên này. Đại tiểu thư, sếp và Madame đã tới. Sếp tỉnh, Madame. Xin lỗi nha, phiền hai vị bỏ công tới khách sạn tìm tôi. Gần đây tôi thường xuyên ở lại đây lo cho má. Không sao, chúng tôi chỉ làm việc thôi, không phiền cô lâu đâu. Mời ngồi. Cảm ơn. Nghe nói mọi người có một số thắc mắc liên quan đến tập đoàn muốn hỏi tôi. Cứ việc hỏi, nếu biết tôi nhất định cố gắng trả lời. Cảm ơn nhiều. Chúng tôi điều tra được hôm em của cô chết, từng có một chiếc xe xuất hiện ở hiện trường vụ án. Sau khi chúng tôi kiểm tra, chiếc xe này do công ty hậu cần Sương Hưng dẫn thuê. Chúng tôi nghi ngờ chiếc xe này có liên quan tới cái chết của em cô. Trước giờ Sương Hưng dẫn phụ trách đều thuộc về công việc hậu cần trong Hồng Kông. Nhưng công việc nhỏ như vậy không thuộc phạm vi phụ trách của tôi. Trước giờ đều do em tôi theo dõi. Tôi hiểu. Không biết cô có thể sử dụng sức ảnh hưởng của cô, có thể điều tra thử trước sau xảy ra vụ án người nào đã lái xe này không? Bởi vì camera không quay được tài xế là ai. Chúng tôi nghi ngờ tài xế này chính là hung thủ. Đương nhiên là được. Để tôi liên lạc với đồng nghiệp ở bộ phận liên quan. Nếu biết được sẽ lập tức báo với sếp tỉnh. Làm phiền cô Lý. Chỉ vậy thôi. Eber. Mày hay gì? Sao rồi tính? Cô nói gì? Cô nói công ty hậu cần này không phải cổ phụ trách, cho nên cổ không rõ. Phải đợi nhân viên cập nhật với chúng ta. Anh cảm thấy là thật hay giả? Lúc nãy tôi cố tình không đề cập chuyện chúng ta điều tra chuyện Nana. Nhìn phản ứng của cổ, tôi cảm thấy cổ có liên quan. Bây giờ tôi chỉ lo Nana gặp nguy hiểm thôi. Tìm được cổ càng trễ sẽ càng gặp rắc rối. Phải. Tịnh, tung lực lượng ra theo dõi Lý Nguyệt suốt ngày đêm. Dạ biết. Cảm ơn. Sếp Dư, tôi muốn hỏi Sương Hưng giận và chuyện Nana mất tích, anh lấy đâu ra số thông tin này? Thông tin có ích là được rồi. Sau này mới nói đi ha. Ok. Michael. Dạ. Bên công ty cho thuê xe có tiến triển gì không? Đã hỏi người phụ trách rồi. Họ nói trên mẫu xe này á đều có lắp hệ thống theo dõi GPS, nhưng mà phải mở xe ra mới biết. Họ nói chiếc xe này á sau khi xảy ra vụ án không còn tín hiệu nữa. Có thể nào có thể theo dõi thông tin cuối cùng không? Họ sẽ cố gắng xem thử, nhưng cần phải có thời gian. Đồng nghiệp CIB đã tới công ty cho thuê xe hỗ trợ điều tra. Alo. Ok. Cố gắng gửi tài liệu cho tôi. Đồng nghiệp CIB đã điều tra được địa điểm cuối cùng phát hiện chiếc xe là ở Tim Sa Chủy. Cảm ơn nhiều. Không có gì. Alo, sếp Dương. Có tiến triển mang tính đột phá. Có thể Nana ở Tim Sa Chủy. Tỉnh bên đây. Nhanh lắm. Không có phận. Sáng, tìm người xuống bãi đậu xe tầng hầm. Vị trí CB014, xe tư nhân màu đen 5492, mở cốp sau ra. Tôi tới phòng bảo vệ coi camera mấy ngày qua. Được, tôi chờ đây. Được. Có lẽ là cái này không có sai đâu. Cảm ơn. Chưa có báo cáo sao? Dạ, tôi muốn hỏi kết quả mẫu mà sếp Dư thu thập được ở cấp sau có phải cô đã lấy đi không? Không phải, tôi không có qua chỗ của cô.
Hả? Vậy đâu mất rồi? Là tôi á. Đào tổng. Kết quả đã có rồi, là nước hoa và mỹ phẩm. Nước hoa có lẽ là loại gần đây Nana đang làm đại diện. Giống dĩ do chúng tôi làm mà, sếp làm luôn cho chúng tôi coi sao được chứ. Vụ án này có thể dính líu đến an toàn tính mạng, ai làm không thành vấn đề, tôi nhìn thấy thì làm thôi. Con người tôi cái gì cũng biết, chỉ là không biết ra ngoài. Lạ thiệt nha, kết quả xét nghiệm được chủng loại sắc tố trong mẫu hình như hơi nhiều một chút đó. Thì đó, cách phối màu của phấn nền cũng rất thường gặp, cộng thêm phấn hồng, phấn mắt cũng chưa chắc có nhiều sắc tố như vậy. Không chỉ là nhiều mà còn rất tạp nữa. Tôi đã lấy nó đem đối chiếu với lại mỹ phẩm tìm được ở nhà của Nana. Cái tôi tìm được nó lại không phải là thành phần mỹ phẩm mà Nana bình thường hay sử dụng. Có nghĩa là ngoại trừ Nana ra còn người thứ hai. Có khi nào người này là người đã bắt Nana không? Đúng là càng lúc càng giỏi nha. Người đã bắt Nana đi á rất có thể là một phụ nữ, còn không á thì là đàn ông giả dạng làm phụ nữ. Nhưng với sao có thể bỏ qua? Đâu có, đàn ông giả làm phụ nữ cũng có thể trang điểm mà. Thậm chí đàn ông cũng có thể trang điểm. Thử nhìn Trình Lãng đi. Đâu có phải cô ganh tị da của tôi đẹp hơn cô không? Mướn cậu tới đây là xét nghiệm, cậu trang điểm không có gì chứ. Phu nhân. Má, để con cầm cho. Tối qua ngủ sao rồi? Cũng ok. Có thấy ác mộng không? Không sao. Cẩn thận sức khỏe đó. Có gì phải nói với con có biết không? Qua đây ngồi xuống đi. Từ từ. Con cùng Ever đi lấy xe trước. Lát nữa con sẽ quay lại đón má, chịu không? Ừ. Nhanh lắm, má ngồi một lát đi. Lần này gọn gàng sạch sẽ, không có phiền phức gì chứ? Tôi đã chuẩn bị 3 container, 2 cái để chở hàng, 1 cái chở người. Cuối cùng 3 container này sẽ gặp một vụ tai nạn rơi xuống biển, có lẽ không ai nghi ngờ. Ever, anh làm nhiều chuyện cho tôi, tôi nhất định trả ơn anh đàng hoàng. Cảm ơn tiểu thư. Bây giờ em của tôi chết rồi, con của nó cũng chết luôn. Má tôi không quản chuyện công ty nữa, thế cuộc đã định. Hãy về tới Malaysia, Lý Dương thịnh thế sẽ thuộc về một mình tôi. Alo, sao rồi? Còn phải có tin của Nana không? Em điều tra được hôm nay Lý Dương thịnh thế sẽ có một lô hàng từ Hồng Kông chuyển tới Malaysia. Hơn nữa hai hôm trước họ đã tăng thêm 3 container. Địa chỉ đâu? Bây giờ em sẽ gửi cho anh. Được rồi, có tin gì mới sẽ báo cho em. Lấy xe kiểu gì vậy hả? Nè, anh. Nè, xe mở cốp sau của tôi. Sao đâu?
và báo án.